tôi vô chuyện chút xíu mau cho ba. Còn con cục nữa hết rồi chứ tao. Để dễ cho tao không? Không dễ gì trời, gà muốn gỗ con bỏ vậy. Rồi ăn hai gà no chưa? Ngon. Ăn mì nổi không? Dạ nó chơi chứ không có thử thách chứ nha. Ôi nó chơi nè, thì có gì đâu mà thử thách. Ôi yeah. Nói sao con vậy đi cho con cháu nó chơi mà vui. Cái gì? À, bộ gì con đi đâu mới về vậy? Đi đập sắt mới về. Hôm đập sắt bây giờ. Chú có đãi gì cho? Này hả? Này không có đãi. Này không có đãi luôn, không có nấu cơm luôn. Nhưng mà có thử thách thì cho ông nè. Cho con nè. Ăn hết hai con gà. Ông ăn hết không? Bỏ không? Không có nói với chú á. Hết. Ăn hết hai gà trong vòng 40 phút. Có thời gian luôn hả? Đừng chịu. Đừng chịu. Dám chơi không? Chơi. Chờ con dữ lắm 30 phút. Phải chờ cho không phải là trò chơi thôi. Thấy không? Để chị vô nghe. Vô kêu bà chè làm gà ha. Ăn gà kìa ha, gà luộc. Gà gì cũng được chứ. Thôi, gà được rồi. Thôi thôi vậy bà chị kìa cho cháu đi ha. Kìa cho nó ngon ha. Ha. Ông Thánh Rộng nè các bạn. Bà chị bà vô bà kìa ông hai con gà luôn. Mà hai gà này là gà, bữa nay là gà kêu gà gì em? Gà tàu hả? Gà tàu. Hai gà tàu này con có 1 ký mấy nè các bạn. Hai con có 2 ký mấy thôi à. Thử thách ông ăn hết hai con gà này cho ông 1 triệu các bạn trong vòng 40 phút nha mọi người. Đó, trong vòng 40 phút nha. 1 triệu này sẽ thuận chạy ông xấu ơi nha. 1 triệu thuận chạy ông nha nè. Ông chưa được đụng đâu, ông chưa được đụng đâu. 1 triệu này nếu ăn hết hai gà này trong vòng 40 phút nha các bạn nha. Nhưng mà các bạn có đón xem nha. Đây ăn tặng thêm 2 gói mì nữa các bạn. Trời ơi quên nữa, ông còn tặng thêm 2 gói mì nữa các bạn. Là phần này có tấm chè các bạn, ăn cơm chưa, đang chịu đi làm. Rồi giờ là bấm giờ nha. Giờ bấm giờ nghe, giờ gà nè chứ mì là không có tính đó. Mì là ăn hết hết không quan trọng, ăn hai gà hết hai gà là 5 triệu à. Rồi giờ bấm giờ chưa à? Nha, để bấm giờ cái nha. Rồi. Rồi. Xé gà ra dễ ăn các bạn. Tội gà này cũng mềm chứ. Thôi con gà này thèm rồi vậy ta. Con xé con thấy là thèm tới vậy. Gà này gà thả vườn nhưng mà giống như người ta nuôi lưới á. Đó. Bà chè bà dặn mà. Ông ở đó ông xé đi, giờ ông ở đó ông xé đi, ông xé hồi là Rồi đây mời các bạn nha các bạn. Rồi chế giờ. Rồi chú con cóm. Thôi mời các bạn nha. Rồi, mời các bạn nha. Muốn chấm thì chấm được không? Nè, có gì để xương nè. Xương để đây cho mấy em. 40 phút rồi không sao ơi. Bên đây là Minh Hiền hả? Không có thử thách tâm chè thử thách luôn. Rồi, cho ăn luôn em. Ăn phải cho đẹp đẹp chút xíu. Ăn phải có tâm hả? Ăn chịu à, ăn phải có tâm chút xíu hả? Ăn tâm tâm ơi. Hai con gà này ngon, 2 ký mấy em? 2 ký 8. Rồi... gần 3 ký rồi đó. Rồi, nhưng mà... lúc cân là chưa làm ha. Ăn gà trước mà lấy tiền trước các bạn, ăn mì mình ăn sao. Mình chậm 40 phút á. Coi được bao nhiêu thời gian kìa? 3 phút 35. Thôi ông đi cháu đi rồi. Ông đi nha, ông ăn đi nghe ông Thánh đó. Phải trời cho, không phải là trò chơi với ông Thánh. Hai con này là 2 ký 7, 2 ký 8. Thôi bà chè bà kìa. Bà kìa thì cho ăn cho mềm á. Nhỏ mắm cơm á con. Chút ăn khá, ăn là tiền chút. Cái này cũng biết tính dữ nha. Ăn này tiền chút rồi. Cánh các bạn ơi. Cánh tỏa ào một lần xấy hả? Đây là khến các bạn ơi. Bên ăn gà, bên ăn hến.
bên nhà giàu bên nhà nghèo. Nước xanh nó ngon. Trời ơi, cái gì ông ăn hết nữa con rồi hả? Rồi ăn mới có hai cánh với hai cái đùi à. Chứ cái là hết là muốn hết rồi. Cái gì? Cái lưng với cái ớt. Hết nữa gà còn gì. Hết nữa gà. Mấy 5 phút hả? Mới đầu vậy á. Cái hồi là khác. Hồi no, ngán. Mới đầu ăn nhanh. No, 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 hết, nó có tiền đó. Khổ các bạn ơi. Khổ. Đây là không ăn tiếp đâu. Này chú ăn cơm rồi. Thấy thèm. Mình sẽ phải làm thấy thèm. Giống như gà chút chiều mà rồi mới tiệm xá xíu quá các bạn. Đã cái mũi ngọt ngon thịt xá xíu bác ba thịa nước dừa mà này là ông Thánh ăn cái tàu là bữa thì nó ông quất hết hai con hai gà luôn đó. Nó cái tàu em cơm ngon. Cắp lên nhiệt tình luôn nha em. Khá luôn rồi các bạn ơi. Để hết ít quá. Để nhỏ nhỏ dễ ăn các bạn ơi. Để bự quá mình ăn bị vô gan nữa. Mất công không có chịu đi chơi. Nó bẻ làm sao mà có chịu trong vòng 40 phút. Rồi nhỏ nhỏ hết các bạn ơi. Chị ăn xong phần cơm rồi. Đây, thêm một cái đùi nữa các bạn ơi. 15 20 phút xong hết trơn rồi. Chưa hết chưa biết rồi. Ở đó vụ hết sớm được thêm nữa không? Ừ, sớm thì được thêm đó, được thêm 2 tầng 500 đó. Cũng được thêm nữa. 40 phút. 20 phút một con. Như bữa ông Thánh ông có tàu qua bên Cần Thơ ông ăn thử thách. Ông ăn hết 2 gà. Giờ ông ăn có mấy chén cơm, 5-6 chén cơm, cơm Dương Châu khó nuốt. Về nhà cân lại các bạn biết không? Cơm 4,8 kg. Trời ơi, ai mà ăn cho hết. Thử thách gì vậy sao ta thắng? Ông chưa no mà ông ngán. Cơm Châu nó ngán dữ lắm. Cơm Châu ngán. Cuối cùng trong vòng 45 phút đâu ăn hết đâu. Không hết mà. Tại không nói lại. Trả tiền 500 ngàn. Về nhà cân. Rồi cho tôi còn 4,8 kg cơm. Dữ rồi. Sao ăn hết. Hai con gà 3 kg rồi. Cơm ăn 4-5-6 tiếng gì rồi. Mình về nhà cân còn 4,8 kg. Trời đất coi. Ăn dám thua đúng rồi. Bởi vậy giống như nhà hàng thử thách mình mà anh sợ thua. Đâu phải thử thách như chú. Đâu sợ thua. Ăn mới hết rồi. Ôi rồi, ăn nhanh dữ ông Thánh. Ông Thánh rồi là gì? Thánh rồi mấy món này là ông không có ăn các bạn. Đó. Đó tôm chè ăn hết trơn. Ngon quá. Một cái nha. Xong phần cơm rồi mọi người ơi, nó một dĩa cũng được mà 7 dĩa cũng không sao các bạn. Bố tử là cao su mà. Ông ăn đi. Nó rơm rơm rồi vậy. À con dấu dấu.
À, chúng hơn mấy rồi đó, ông ăn mới có còn mấy vậy? À, còn mấy hơn con chút gì. Hơn con chút à. Công nhận nước hến nấu ngon quá mọi người. Là chè mà nấu nước hến rồi mà nấu với hành ăn sung dữ. Đây giờ mấy cái đùi nữa ha, ông ăn mới hai cái đùi ông Thánh. Ba cái rồi. Ba cái hả? Ba cái đùi đó, ba cái cánh. Coi coi mấy phút rồi. Ông đừng giỡn, càng về sau là càng thua đó nha, càng sau càng lâu đó nha. Càng về sau càng chậm chút nữa. Ừ. Càng sau càng lâu á. Để chắc hết rồi. Rồi bên đây mấy nhỏ có ấy có sắm rồi nè các bạn, dĩa xương nè. Đó. Mấy nhỏ có sắm rồi. Chơi dĩa bự luôn, hồi nó cho mấy nhỏ nè. Đuôi gà các bạn ơi. Đó, để đi ngồi đó cho mấy nhỏ. Không có còn miếng xương nào, tôi mà ăn là không có còn miếng xương nào chứ. Nào ông giả bộ ông thử thách tôi thử coi. Bữa nào giả bộ thử thách chú coi thử sao ông Thánh gặp. Không có tiền ông thử. Thánh các bạn ơi. Gà ăn sao, thử bút làm sao? Ăn càng ngon. Ngon hả? Nhưng mà nó dai không? Cũng dai hả? Ừ, đây gà này gáy mà, gà tam hoàng, ý gà gì gà tàu mà. Chứ không phải như gà thường mình đâu. Gà này gà dương. Thấm đó các bạn ơi. Thì không nhận nhiêu đây tập chú mà chú ăn phải ăn nửa mâm gạo. Chứ ăn nhiêu đây ăn ngán. Ăn nửa mâm gạo thua sao? Bà ăn này thêm. Tặng à, tặng hai cái mì. Hai cái mì đó hả? Hai cái mì đó ông ăn không ăn nguyện không à, tại ông xin thêm hai cái mì là ông xin thêm các bạn chứ tâm về không có thử thách cho mọi người. Cái đầu các bạn ơi. Cái đầu chắc thua rồi. Cái vậy thôi, được rồi. Đâu có gì, cái đầu ông yêu cầu. Có cố gắng mà chứ đâu yêu cầu. No cái nó buồn ngủ. Nó cái nó buồn ngủ rồi mọi người. Bây giờ không biết coi coi mấy phút rồi. Hả? À, coi coi mấy phút rồi em. Ờ mới mẹ phút mấy rồi em thấy nó đáng chắc rồi. Đáng chắc rồi. Dạ làm hai cái mì đó đi tôi cho thêm 1.000 nữa. Hai gà chắc no. Hai cái mì để xíu mới ăn được nữa. Thì thôi. Thì thôi. Thì không thôi. Nó không yêu cầu, hay cái mì không yêu cầu. Ê nha, đi công chuyện chút nha. Bỏ cái mít lại đây đi. Nói nha. Không à, không có nói gì. Hay mà các bạn gần hết rồi các bạn ơi, gần hết này chắc được 20 phút quá. Tôi vô chuyện chút xíu mau cho ba. Còn con cục nữa hết rồi chú Tâm ơi. Nó dở có bỏ không? Không dễ gì trời ơi, gà mới buộc con bỏ vậy. Được, ăn hai gà no chưa? Ngon. Ăn mì nổi không? No à, no. Không dám ăn mì á, ăn mì nữa hồi đi đập sắt không nổi các bạn ơi. Thôi vậy là không no rồi. Vậy thôi, hai cái mì để hồi ăn nha. Ừ, hai cái mì để hồi ăn. Thôi vậy rồi, nãy giờ nó chơi chứ không có thử thách chơi nha. Thôi nó chơi nè, có gì đâu mà thử thách. Thôi nó sao con vậy đi cho con cháu nó chơi mà vui. Bây giờ nó chơi thôi. Ăn hết rồi các bạn ơi. Thôi vậy, thôi vậy. Tiện gì nó chơi. 15 mới 15 phút mấy à.
Trời ơi, có 15 phút mấy hả? 15 phút mấy hả mọi người ơi? Rồi, ổng ăn xong rồi. Trời ơi, vậy hồi nãy biết con cá 14 phút rồi được rồi mọi người. Thôi vậy hơn triệu rồi bỏ túi. Ờ, bỏ túi con mẹ. Trời ơi, cá con phải bỏ túi con chứ. Thôi vậy. Thôi vậy là chào các bạn nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha mọi người. Tâm chè. Tâm chòm. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn video lần sau.